Nhân linh cha và con và thánh thần. Chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng. Nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mừng Maria đầy ơn phúc bên Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội. Này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Sio Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tang xác, chúa ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ở bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lần thứ nhất là thương xót Chúa. Ngày thứ nhất, hôm nay con hãy đem đến cho cha toàn thể nhân loại, cách riêng là tất cả các tội nhân, rồi dìm họ vào đại dương lòng xót của cha. Như vậy con sẽ an ủi cha trong cơn sầu não, vì sự trầm luân của các tội nhân đã gây ra cho cha. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, chính đáng xin Chúa đã lân ái và tha thứ cho chúng con. Xin đừng xem sao tội lỗi chúng con, nhưng nhìn đến niềm tin và chúng con khó chót nơi lòng nhân hậu vô biên của Chúa. Xin hãy đón nhận hơi thở chúng con vào nơi nương náu trái tim vô cùng từ ái Chúa. Và đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi nơi đó. Chúng con cầu xin ơn này nhân dân tình yêu kế thật Chúa, làm một cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần. Ôi quyền toàn năng lòng nâng thật Chúa, phần tội của kẻ có tội, Chúa là thiên cả tình thương và nhân hậu, cứu giúp những ai tìm nhau kêu cầu. Lạy Cha hằng hậu, xin rơi xuống nhìn đến toàn thể nhân loại, nhất là các tội nhân khốn cùng, tất cả đang được áp phụ trong trái tim vô cùng ân phước Chúa Giêsu. Nhân vì cuộc khổ nạn thảm thương của người, xin cha cho chúng con nhìn thấy tình thương của cha, để chúng con được ngợi khen quyền toàn năng lòng thương xót của cha đến muôn đời. Amen. Lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mẫu châu báu cực thánh của con cha là Chúa Giêsu Kitô, để với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay, để cầu cho tất cả những linh hồn trong luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong giáo hội toàn cầu,
trong nhà và trong gia đình của con. Amen. Giêsu Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương xót các linh hồn nơi lên ngục. Lạy Mẹ thương xót, xin cứu giúp con trong cuộc sống. Con xin Mẹ đẩy lùi những quân thù tấn công con. Và trong giờ chết, xin Mẹ giữ gìn linh hồn con. Và đẩy lùi những mưu trước tối tăm của thần dữ. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho con ở chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mừng Maria đầy ơn phúc, bên Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Sio Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tán xác, Chúa ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời, ở bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Ngày thứ hai, hôm nay con hãy đem đến cho Cha linh hồn các linh mục và tu sĩ, rồi dìm họ vào lòng thương xót cuốn giò của Cha. Chính họ là những người đã cho Cha nghị lực để gánh chịu cuộc khổ nạn cay đắng của Cha. Đó là những dòng kênh để đường thương xót của Cha thông trào cho toàn thể nhân loại. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, căn nguyên mọi tốt lành, xin Chúa Cha tăng ơn thân trong chúng con để mọi người nhìn thấy chúng con đều tôn vinh Cha toàn hương đang ngự trên trời. Suối nguồn tình yêu Thiên Chúa ở thì nơi những tâm hồn tinh khiết được gồm lần trong biển tình thương, sáng ở như tinh tu, sáng ở như bình minh. Lạy Cha hằng hữu, xin soi gương nhìn đến đoàn người ưu tiên trong vườn nho của Cha, đó là linh hồn các linh mục và tu sĩ. Xin Cha ban cho các ngài sức mạnh phúc lành của Cha, nhân vì tình yêu của trái tim con Cha là nơi các ngài đang được ấp ủ. Xin Cha thông ban cho các ngài quyền năng và ánh sáng của Cha, để các ngài có thể dẫn dắt tha nhân trên đường cứu độ, và đồng thanh ca ngợi lòng thương xót vô biên của Cha đến muôn đời. Amen. Lạy
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mẫu châu báu cực thánh của con Cha là Chúa Giêsu Kitô. Hiệp với các thánh để dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen. Giêsu Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương xót các linh hồn nơi luyện ngục. Lạy Mẹ thương xót, xin cứu giúp con trong cuộc sống. Con xin Mẹ đẩy lùi những quân thù tấn công con. Và trong giờ chết, xin Mẹ giữ gìn linh hồn con và đẩy lùi những mưu trước tối tăm của thần dữ. Amen. Nhân linh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mừng Maria đầy ơn phúc, bên Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Sio Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tán xác Chúa ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ở bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Ngày thứ ba, hôm nay con hãy đem đến cho Cha hết thảy các linh hồn đạo đức và trung nghĩa, rồi dìm họ vào đại dương thương xót của Cha. Các linh hồn này đã mang đến cho Cha niềm an ủi trên đường thất gia. Chính họ là giọt ủy an giữa đại dương cay đắng của Cha. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, từ kho tàng xót thương, Chúa đào đổ chan hòa ơn thánh cho từng người và mọi người. Xin hãy đón nhận chúng con vào nơi nương náu trong trái tim vô cùng từ ái Chúa, và đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi nơi đó. Chúng con cầu xin ơn này nhân vì tình yêu kỳ diệu trái tim Chúa đang bừng cháy đối với Đức Chúa Cha trên trời. Nhưng phép lạ của lòng thương xót thật hiền nhiệm, kẻ tội lỗi người công chính chẳng ai hiểu thấu. Khi ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con, Chúa lôi kéo hơi thải đến gần tình Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin đoái thương nhìn đến các linh hồn trung nghĩa như phần sản nghiệp của con Cha. Nhân vì cuộc khổ nan tham thương của người,
xin Cha chúc lành và che cho họ luôn mãi. Nhờ vậy họ sẽ không sai phạm trong đức men, hoặc đánh mất kho tàng đức tin thanh thiện, nhưng được cùng các thiên thần và các thánh tôn vinh lòng thương xót vô cùng của Cha đến muôn đời. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mẫu châu vô cực thánh của con Cha là Chúa Giêsu Kitô, để với các thánh đế dâng trên toàn thế giới hôm nay, để cầu cho tất cả những linh hồn trong luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen. Giêsu Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương xót các linh hồn nơi luyện ngục. Lạy Mẹ thương xót, xin cứu giúp con trong cuộc sống. Con xin Mẹ đẩy lùi những quân thù tấn công con, và trong giờ chết xin Mẹ giữ gìn linh hồn con và đẩy lùi những mưu trước tối tăm của thần dữ. Amen. Nhân linh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mừng Maria đầy ơn phúc, bên Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, mà Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Sio Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tang xa, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ở bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, cả thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Ngày thứ tư, hôm nay con hãy đem đến cho Cha những người ngoại giao và những người chưa nhận biết Cha. Cha đã thương nghĩ đến họ trong cuộc khổ nạn cay đắng của Cha, và nghiệp tâm sau này của họ cũng đã an ủi trái tim Cha. Con hãy dìm họ vào đại dương thương xót của Cha. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa là ánh sáng của toàn thế giới. Xin hãy đón nhận vào nơi nương náu trong trái tim vô cùng từ ai Chúa, linh hồn các người ngoại giao là những kẻ chưa nhận biết Chúa. Nguyện xin ánh sáng ân phúc của Chúa chiếu soi trên họ, để họ cũng được cùng với chúng con ban dương lòng thương xót kỳ diệu của Chúa. Và đừng để họ lìa khỏi nơi nương náu là trái tim vô cùng lân cơ của Chúa.
nguyện xin ánh sáng tình yêu Chúa chiếu soi những linh hồn còn trong tâm tôi. Xin cho những linh hồn này được nhận biết Chúa và cùng chúng con lời khen lòng Chúa xót thương. Lạy Cha hằng hữu, xin soi thương nhìn đến linh hồn những người ngoại giao và những người chưa nhận biết Cha nhưng vẫn được áp phủ trong trái tim vô cùng lớn xuất Chúa Giê-xu. Xin Cha lôi kéo họ về với ánh sáng phúc âm. Những linh hồn này chưa biết rằng được yêu mến Cha là hạnh phúc lớn lao chừng nào. Xin Cha ban cho họ cũng được tan dương lòng quảng đại lòng thương xót của Cha trên muôn đời. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mọi châu báu cực thánh của con Cha là Chúa Giêsu Kitô. Việc với các thánh để dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen. Giêsu Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương xót các linh hồn nơi luyện ngục. Lạy Mẹ thương xót, xin cứu giúp con trong cuộc sống. Con xin Mẹ đẩy lùi những quân thù tấn công con. Và trong giờ chết, xin Mẹ giữ gìn linh hồn con và đẩy lùi những mưu trước tối tăm của thần dữ. Amen. Nhân linh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho con ở chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mừng Maria đầy ơn phúc bên Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Sio Pilato, chịu đăng đinh trên cây thánh giá, chết và tang xa xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời, ở bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, cả thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Ngày thứ năm, hôm nay con hãy đem đến cho Cha linh hồn những người lạc giáo và ly giáo, rồi dìm họ trong đại dương thương xót của Cha trong cuộc khổ nạn cày đắng. Xin họ đã xé nát thân mình và trái tim Cha, tức là giáo hội. Khi nào họ quay về hợp nhất với giáo hội, các thương tích của Cha mới được chữa lành, và như vậy làm dịu bớt cuộc khổ nạn của Cha.
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót là chính sự toàn thiện. Chúa không cướp từ những ai tìm kiếm ánh sáng của Chúa. Xin hãy đón nhận vào nơi nương ẩn trong trái tim từ ai Chúa linh hồn các người lạc nhau và đi giao. Và đừng để họ lìa khỏi nơi nương náu là trái tim vô cùng lân cấp của Chúa. Nhưng xin liệu cho họ cũng được tan dương lòng quảng đại cho phương của Chúa. Ta những người đã chia chiếc áo toàn đêm của Chúa. Tôi nguồn cho thương từ thân tâm cũng chào tuôn cho họ. Lạy Chúa, quyền toàn năng thương xót vô biên sẽ đưa họ ra khỏi lỗi lầm. Lạy Cha hằng ở âu xin đoái thương tình đến linh hồn những anh chị em lạc giao và ly giao. Những người đã phung phí các ơn lành và làm dụng các ân sủng của Cha chân sự cố chấp lầm lạc. Xin Cha đừng xem sao các lầm lỗi của họ, nhưng hãy nhìn đến tình yêu thân tử của Cha và của khổ nạn cay đắng. Mà vì đó người đã gánh chịu, bởi vì họ cũng được áp phụ trong trái tim vô cùng lân cấp Chúa Giêsu. Xin Cha cho họ quay về để cùng được tôn vinh lòng thương xót cao cả của Cha đến muôn đời. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mẫu châu báu cực thánh của con Cha là Chúa Giêsu Kitô. Để với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen. Giêsu Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương xót các linh hồn nơi luyện ngục. Lạy Mẹ thương xót, xin cứu giúp con trong cuộc sống. Con xin Mẹ đẩy lùi những quân thù tấn công con. Và trong giờ chết, xin Mẹ giữ gìn linh hồn con và đẩy lùi những mưu trước tối tăm của thần dữ. Amen. Nhân anh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mừng Maria đầy ơn phúc bên Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Sio Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tán xác Chúa ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời, ở bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi
tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Ngày thứ sau, hôm nay con hãy đem đến cho cha những hồn hiền lành thiên đường và những linh hồn thơ ao, rồi nhìn họ trong đại dương hương xó của cha. Những linh hồn này rất giống trái tim cha, họ đã thêm nghị lực cho cha trong cuộc khổ nan đắng cay. Cha nhìn thấy họ như những thiên thần dưới thế, chào kính cho hoàng thờ của cha. Cha thương đổ tất cả những dòng xa thần ân thương cho họ, chỉ các linh hồn kim dương mới nhận được thầm ân của cha. Với lòng tin niệm, cha đặc biệt yêu thích những linh hồn hay. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa đã phán rằng, hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Xin hãy đón nhận và nói nương nao trong trái tim vô cùng từ ái Chúa. Tất cả những linh hồn hiền lành khiêm nhường và những linh hồn thơ ấu, các linh hồn ấy làm thiên đàng vui thỏa và được cha trên trời đặc biệt yêu thương. Họ như bó hoa ngào ngát trước tòa thiên chúa, và người vui hưởng những thơm của họ. Lạy Chúa Giêsu, những linh hồn này đang được nao trong trái tim vô cùng lớn thích Chúa, và không ngừng ca ngợi tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Linh hồn được thở hiền lành khiêm nhường, ngay ở trần gian đã hô hấp bầu khí thiên đàng, và hương thơm của linh hồn khiêm nhường làm cho đấng tạo hóa được vui thỏa. Lạy Cha hằng hữu, xin đoái thương nhìn đến những linh hồn hiền lành khiêm nhường và những linh hồn thơ ấu, những người đang được áp thụ trong trái tim vô cùng lớn thích Chúa Giêsu. Những linh hồn này rất giống thân tử của cha, hương thơm của họ từ trần gian ngát tỏa lên tòa cha. Lạy cha hãy thương chỉ nhân, nhân vì tình yêu cha dành cho những linh hồn này, con hãy xin cha chúc lành cho toàn thế giới để mọi linh hồn đều được chung tiếng ca tụng lòng thương xót của cha đến muôn đời. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mẫu châu báu cực thánh của con Cha là Chúa Giêsu Kitô, để với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay, để cầu cho tất cả những linh hồn trong luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen. Giêsu Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương xót các linh hồn nơi luyện ngục. Lạy Mẹ thương xót, xin cứu giúp con trong cuộc sống. Con xin Mẹ đẩy lùi những quân thù tấn công con, và trong giờ chết, xin Mẹ giữ gìn linh hồn con và đẩy lùi những mưu trước tối tăm của thần dữ. Amen. Nhân linh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mừng Maria đầy ơn phúc, bên Chúa trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người
Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Sio Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tán xác xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ở bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Ngày thứ bảy, hôm nay con hãy đem đến cho Cha những linh hồn đặc biệt sùng kính và tôn vinh lòng thương xót Cha. Rồi diễn hóa vào lòng thương xót của Cha, những linh hồn này đã cảm thông cuộc thương khổ và đi sâu vào tâm trí của Cha. Họ là những bản sao sống bằng trái tim vô cùng từ ái của Cha. Những linh hồn này sẽ sáng cho đặc biệt ở đời sau. Không ai trong số họ sẽ phải xa hóa ngục. Cha sẽ bảo vệ từng người cách riêng trong giờ lâm tử. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, trái tim Chúa là toàn yêu. Xin hãy đón nhận vào nơi nương náu trong trái tim vô cùng từ ai Chúa. Những người đặc biệt đang dương và sùng kính lòng thương xót cao cả của Chúa. Những linh hồn này được mạnh trước nhờ chính sức mạnh của Chúa. Giữa mọi đau khổ và chống đối, họ vẫn vững tin nhờ tin cậy vào lòng thương xót Chúa. Những linh hồn này kết hợp với Chúa và gánh vác toàn thể nhân loại trên vai. Họ không bị phán xét nghiêm thắng, nhưng được lòng thương xót Chúa bao bọc khi từ giã khỏi đời. Linh hồn nào ca ngợi lòng nhân lành Chúa sẽ được người đặc biệt yêu thương. Linh hồn đó lúc nào cũng ở bên nguồn sông và tin mốc những lòng ân từ lòng thương xót Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin đôi thương nhìn đến những linh hồn tôn vinh và sùng kính lưu quan cao cả nhất là Cha là lòng thương xót vô bờ. Những linh đang được pháp phụ trong trái tim vô cùng lãnh tuyết của Giêsu, họ là cuộc phán sống đau tay đầy áp những việc nhân ai và lòng tràn ngập hân hoan. Hát lên khúc ca vang trong lòng thương xót Chúa Cha. Lạy dân tôi cao, con này Cha hãy có lòng thương xót với họ theo như niềm hy vọng và tình thương họ đất nơi Cha. Xin Cha hãy thực hiện lời Chúa Giêsu đã hứa. Xin Ba sẽ bảo vệ những tâm hồn sùng kính lòng thương xót vô bờ của Ta, như vinh quang riêng của Ta suốt đời họ, nhất là trong giờ lâm tử. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mẫu châu báu cực thánh của con Cha là Chúa Giêsu Kitô. Để với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay, để cầu cho tất cả những linh hồn trong luyện ngục,
cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen. Giêsu Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương xót các linh hồn nơi luyện ngục. Lạy Mẹ thương xót, xin cứu giúp con trong cuộc sống. Con xin Mẹ đẩy lùi những quân thù tấn công con. Và trong giờ chết, xin Mẹ giữ gìn linh hồn con và đẩy lùi những mưu trước tối tăm của thần dữ. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mừng Maria, đầy ơn phúc bên Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Si-ô Pi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tan xác, xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ở bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, cả thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Ngày thứ tám, hôm nay con hãy đem đến cho Cha những linh hồn nguyện ngốc. Rồi diệt hóa thương Phật thánh lòng thương xót của Cha. Hãy để những dòng máu của Cha làm mát dịu những ngọn lửa đang thiêu đốt họ. Tất cả các linh hồn này nước Cha hết lòng thương yêu. Họ đang đền bồi phép công bình của Cha. Con có khả năng đem lại phúc ân nhàn cho họ. Con hãy lãnh nhận nói ân xa từ kho tàng hội thánh để dâng tặng các linh hồn ấy. Ôi, nếu con biết được những cơ hình họ đang phải chịu, chắc con sẽ không ngừng cho họ những của vô vị thiêng liêng và thay họ đền bồi phép công bình của Cha. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa đã phán rằng Chúa muốn lòng nhân từ, vì thế con đưa vào nơi nương náu trong trái tim vô cùng từ ái Chúa những linh hồn nguyện ngốc, những linh hồn rất yêu đối với Chúa, nhưng đã phải đền bồi theo công bình của Chúa. Ước chi những dòng máu cùng lửa chảy ra từ trái tim Chúa, hãy dập tắt những ngọn lửa chôn liên mình để thở nơi ấy. Sức mạnh của lòng thương xót Chúa cũng được ngợi khen. Từ sức nóng kinh hoàng lửa liên hình vang lên lời thánh này tình thương Chúa, và họ được an ủi dịu mát
thanh nhàn, trong dòng suối máu hòa lẫn nước. Lạy Cha hằng hữu, xin đoái thương nhìn đến các linh hồn đang quằn quại trong huyễn ngục, vì họ cũng được ác thủ trong trái tim vô cùng lớn xuất Chúa Giêsu. Con này xin Cha, vì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, thân tử của Cha và mọi tội đang gây ngập tràn trong linh hồn cơ thánh của người, mà có lòng thương xót những linh hồn đang chịu an nhiên thân của Cha. Xin Cha hãy nhìn các ngài qua những thương tích của Giêsu, thân tử đã chịu dấu của Cha. Vì chúng con tin vững lòng nhân lành thương xót của Cha không hề giới hạn. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mẫu châu báu cực thánh của con Cha là Chúa Giêsu Kitô, để với các thánh để dâng trên toàn thế giới hôm nay, để cầu cho tất cả những linh hồn trong linh ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen. Giêsu Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương xót các linh hồn nơi lên ngục. Lạy Mẹ thương xót, xin cứu giúp con trong cuộc sống. Con xin Mẹ đẩy lùi những quân thù tấn công con. Và trong giờ chết, xin Mẹ giữ gìn linh hồn con và đẩy lùi những mưu trước tối tăm của thần dữ. Amen. Nhân linh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con đứng trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mừng Maria đầy ơn phúc, bên Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, mà Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Sio Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tan xác Chúa ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ở bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Ngày thứ chín, hôm nay con hãy đem đến cho Cha những linh hồn nguôi lắng, rồi dìm họ xuống vực thẳm lòng thương xót của Cha. Những linh hồn này đã gây nên thương tích nhức nhối nhất cho trái tim Cha. Linh hồn Cha đã chịu nỗi ngao ngang cay cực trong vườn cây dầu, cũng vì những linh hồn nguôi lắng này. Vì họ mà Cha đã phải kêu lên: Lạy Cha, xin cất chén đắng này cho con, nhưng xin đừng theo ý con mà theo ý Cha.
đối với họ. Hy vọng cuối cùng để được cứu độ là chạy đến với lòng thương xót của Cha. Này Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa là toàn thương. Con đem các linh hồn quấy lắng vào nơi nương lau trong trái tim vô cùng từ ai Chúa. Trong ngọn lửa tình yêu tinh tiền của Chúa, xin hãy làm cho các linh hồn quấy lắng như những xác chết đã làm Chúa phải ngao ngang cái cực giường ấy một lần nữa, lại được bừng cháy ngọn lửa sốt lên. Lạy Chúa Giêsu đầy lớn lao, xin thể hiện quyền toàn năng lòng thương xót mà lôi kéo họ trở về trong tình yêu nồng nàn của Chúa và ban cho họ tăng ân tình yêu thánh thiện, vì không có gì vượt qua quyền năng của Chúa. Lửa đã và đa lành không thể hòa hợp, hoặc lửa phải toàn ác đã phải tan. Ôi lạy Chúa, với lòng thương xót, Chúa sẽ bổ khuyết tất cả những gì thiếu sót. Lạy Cha hằng hữu, xin đoái thương nhìn đến những linh hồn quay lại, những người dù sao cũng được áp bù trong trái tim vô cùng linh tuất Chúa Giêsu. Lạy Cha hay thương, nhân vì của khổ nạn cay đắng của thân tự yêu dấu Cha và ba giờ quằn quại của người trên thập giá, xin cho họ cũng được tôn vinh lòng thương xót sâu thẳm của Cha. Amen. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mẫu châu báu cực thánh của con Cha là Chúa Giêsu Kitô. Để với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay, để cầu cho tất cả những linh hồn trong luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen. Giêsu Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương xót các linh hồn nơi luyện ngục. Lạy Mẹ thương xót, xin cứu giúp con trong cuộc sống. Con xin Mẹ đẩy lùi những quân thù tấn công con. Và trong giờ chết, xin Mẹ giữ gìn linh hồn con. Và đẩy lùi những mưu trước tối tăm của thần dữ. Amen.